8 câu chuyện, 8 điều quý giá mà nó mang lại. Sau khi đọc xong những câu chuyện ngắn, tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những câu chuyện khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Có những câu chuyện lại khiến tôi giật mình, bởi lúc đó tôi nghĩ, ồ, sao nó giống với hoàn cảnh của mình thế? Cứ như là nó viết về cuộc đời của mình vậy. Nhưng cũng có những câu chuyện, sau khi đọc xong, nó lại là động lực để tôi vươn lên và tự động viên mình, rồi sẽ ổn thôi. Và còn rất nhiều những cảm xúc khác nữa mà tôi không thể liệt kê hết được. Nói vậy để tôi mong muốn rằng, sau khi nghe những câu chuyện ngắn của Ngẫm Mà Xem sưu tầm, các bạn sẽ nhận được nhiều thứ từ nó như tôi. Và để tiếp tục chương trình, sau đây mời các bạn cùng nghe những câu chuyện ngắn hay và cảm động dưới đây nhé. Câu chuyện thứ nhất, và tôi đã bật khóc. Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ thiểu năng. Tôi vẫn ngồi im và không nói gì khi vợ chồng tôi được thông báo rằng Christy, đứa con trai 2 tuổi của chúng tôi, đúng như chúng tôi đã nghi ngờ, thật sự bị chậm phát triển trí não. Cứ khóc đi, bác sĩ khuyên tôi thân ái. Nó giúp tránh được các khủng hoảng về tâm lý. Nhưng khủng hoảng tâm lý không xảy ra. Tôi không thể khóc trong những ngày tháng tiếp theo. Chúng tôi đăng ký cho con vào trường mẫu giáo khi cháu được 7 tuổi. Thật dễ bật khóc khi tôi để con mình ở lại trong căn phòng toàn những đứa trẻ 5 tuổi đầy tự tin, háo hức, nhanh nhẹn. Christy đã chơi một mình ở nhà rất nhiều giờ. Nhưng vào buổi đó, khi cháu là đứa khác biệt hẳn giữa 20 đứa trẻ khác, có lẽ đó là lúc cháu nó cảm thấy cô đơn nhất. Mặc dù vậy, những điều tốt đẹp hơn cũng dần dần tới với Christy và những bạn cùng lớp của cháu. Khi khoe về mình, những đứa bạn của Christy cũng cố gắng khen thêm. Hôm nay Christy đã đọc tất cả các chữ chính xác. Không đứa trẻ nào nói thêm rằng những chữ mà Christy phải đọc dễ hơn nhiều so với các bạn khác. Trong năm thứ 2 ở trường, cháu nó gặp trường hợp rất khó khăn. Một cuộc thi lớn được tổ chức cho học sinh về năng khiếu âm nhạc và thể thao. Christy lại rất kém về âm nhạc và khả năng vận động. Vợ chồng chúng tôi cũng rất sợ khi nghĩ đến ngày đó. Hôm đó, Christy tính giả bộ bệnh. Tôi cũng muốn liều để cho cháu ở nhà. Tại sao phải để cho Christy thua trong một phòng thể thao đầy những phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo? Cách giải quyết đơn giản nhất là để cháu ở nhà. Chắc chắn rằng vắng mặt trong một chương trình như vậy cũng không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi đầu hàng dễ dàng như vậy. Và cuối cùng thì tôi phải đẩy Christy, lúc đó đã tái nhợt và rất miễn cưỡng, lên xe học sinh. Và chính tôi lại giả bộ bệnh. Nhưng một khi tôi đã ép con gái mình tới trường, thì tôi cũng phải ép mình tới tham gia chương trình. Dường như thời gian kéo dài tới vô tận khi chưa tới nhóm của Christy trình diễn. Cuối cùng thì chúng cũng tới lượt. Khi đó tôi biết Christy rất lo sợ. Lớp của cháu được chia thành từng nhóm. Với những động tác ì ạch, chậm và lóng ngóng, chắc chắn cháu sẽ làm đội kém điểm. Cuộc thi đấu lại diễn ra rất suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Cho đến khi cuộc thi chạy trong bao tải, mỗi đứa trẻ phải nhảy vào trong bao từ tư thế đứng, ôm bao nhảy đến đích, quay vòng lại nơi xuất phát và nhảy ra khỏi bao. Tôi thấy Christy đứng gần cuối hàng và trông có vẻ hoảng loạn. Nhưng khi gần tới lượt Christy, có một thay đổi trong đội của cháu. Cậu con trai cao nhất trong đội đứng ra sau Christy và đặt hai tay lên eo của cháu. Hai đứa con trai khác đứng lệch ra phía trước của cháu.
khi đứa trẻ trước Christy nhảy ra khỏi bao. Hai đứa con trai đằng trước giữ bao trong khi đứa con trai đằng sau nhấc Christy lên và đặt cháu chính xác vào trong bao. Đứa con gái đứng đằng trước Christy giữ tay cháu và giúp cháu giữ thăng bằng. Cuối cùng, cháu cũng bắt đầu nhảy, mỉm cười và tự hào. Giữa tiếng hoan hô cổ vũ của các giáo viên, học sinh và phụ huynh, tôi đã cảm ơn trời vì những con người tốt bụng kia đã có mặt trong cuộc đời để giúp cho đứa con gái khuyết tật của tôi có thể cảm thấy mình như là một con người thật sự. Và tôi đã bật khóc. Câu chuyện thứ hai, sự hào phóng đích thực. Khi cơn bão ập đến khu thị trấn nhỏ ở gần nhà tôi, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Ngay sau đó, các báo địa phương đều đăng tải những câu chuyện thương tâm về một số gia đình chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão. Ngày Chủ nhật nọ, một bức ảnh đập vào mắt tôi. Một phụ nữ trẻ đang đứng trước căn nhà lưu động đã bị bão phá hủy, vẻ đau khổ hằn trên gương mặt chị. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi gì đó đứng cạnh, ánh mắt cúi xuống. Nắm chặt váy người mẹ là một bé gái nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Đôi mắt em mở rộng đầy lo lắng và hoảng sợ. Bài báo kèm theo bức ảnh đó rất gần gũi với từng thành viên trong gia đình tôi. Bằng sự cảm thông sâu sắc, tôi nhận thấy gia đình họ có nhiều điểm tương đồng với gia đình mình. Đây sẽ là dịp phù hợp để dạy các con tôi về việc cần phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng. Tôi buộc bức ảnh của gia đình đó lên chiếc tủ lạnh trong nhà và bắt đầu giải thích về cảnh ngộ của họ với hai đứa con sinh đôi lên 7 là Bra và Brett và cô con gái 3 tuổi Megan. Chúng ta thì có quá nhiều, trong khi những người nghèo khổ này thì chẳng có gì. Tôi nói, chúng ta sẽ chia sẻ với họ những gì ta có. Tôi lấy trên gác mái xuống 3 chiếc hộp lớn và đặt trên sàn nhà phòng khách. Megan đứng gần nghiêm nghị khi các anh và mẹ chất đầy một hộp các loại hàng hóa đóng hộp, các loại thực phẩm không bị hỏng, xà phòng và nhiều vật dụng tắm giặt đủ loại khác. Lúc tôi phân loại quần áo của cả nhà, tôi khuyến khích các con xem qua đống đồ chơi của chúng để đem tặng những thứ chúng không thích nữa. Megan im lặng quan sát khi các anh chất đống những đồ chơi đã bỏ xó từ lâu. Mẹ sẽ giúp con tìm thứ gì đó cho cô bạn gái đó khi mẹ làm xong việc này. Tôi nói, hai con trai tôi bỏ tất cả số đồ chơi chúng đã chọn để cho đi vào một chiếc hộp, trong khi tôi bỏ đống quần áo vào hộp thứ 3. Lúc đó, bé Megan bước tới, ôm sát ngực Lucky. Con búp bê nhồi bằng dẻ rách, nó rất quý, đã rách mòn phai màu. Con bé đứng trước hộp đựng đồ chơi, áp sát khuôn mặt tròn bé bỏng vào mặt Lucky, hôn con búp bê lần cuối, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên trên các món đồ chơi khác. Ồ, con yêu, con không phải đem tặng Lucky đâu, con yêu nó thế cơ mà. Megan nghiêm nghị gật đầu, đôi mắt ẩn ẩn nước. Lucky làm cho con vui mẹ à, thế nên có thể nó cũng sẽ khiến cô bé kia được hạnh phúc. Nghẹn ứ trong cổ họng, tôi lặng nhìn Megan một lúc lâu, tự hỏi làm sao tôi có thể dạy các con trai tôi bài học như con bé đã dạy cho tôi. Vì tôi chợt nhận ra ai cũng có thể cho đi những thứ họ không cần tới nữa. Sự hào phóng thật sự là có thể cho đi những gì bạn yêu thích nhất. Lòng nhân từ chân thật là khi một đứa trẻ lên 3 đem tài sản quý giá của nó, dù chỉ là một con búp bê đã sờn cũ, tặng cho một cô bé không quen, với hy vọng con búp bê sẽ đem lại cho cô bé đó nhiều niềm vui như đã từng đem lại cho nó. Tôi đã muốn dạy bảo con
nhưng rốt cuộc lại được chính con dạy lại. Hai đứa anh trai đứng nhìn, miệng há to kinh ngạc khi thấy cô em gái đặt con búp bê yêu thích nhất vào trong hộp. Không nói lời nào, Ra đứng lên, bước vào phòng, sau đó trở ra, mang theo một nhân vật siêu nhân nó rất thích. Thoáng chút ngần ngại, Ra cầm lấy món đồ chơi, nhìn sang Megan rồi đặt nó vào hộp cạnh chỗ lúc kia. Một nụ cười chậm rãi rộng mở trên khuôn mặt Brett. Sau đó nó đứng dậy, hai mắt lấp lánh khi tìm ra một vài chiếc ô tô làm bằng hợp diêm vốn là niềm tự hào của nó. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy hai cậu con trai cũng đã nhận ra ý nghĩa trong cử chỉ của bé Megan. Nén vào lòng những giọt nước mắt xúc động, tôi giang tay ôm chặt cả ba đứa. Bắt chước đứa con bé bỏng, tôi bỏ chiếc áo khoác màu nâu đã cũ, có cổ tay áo bị sờn khỏi thùng quần áo và thay vào đó là chiếc áo khoác màu xanh vừa mua tuần trước. Tôi hy vọng người phụ nữ trong bức ảnh cũng sẽ thích nó như tôi. Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng, nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên, tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là đem tặng với cả trái tim từ chính bạn. Câu chuyện thứ ba, cô gái đi tìm hạnh phúc. Amanda Chongqi Chen, 15 tuổi, cô bé người Singapore của trường nữ sinh Raffles đã nổi lên thành một hiện tượng trong làng văn chương của đảo quốc này. Cô vừa đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi viết truyện ngắn bằng tiếng Anh của khối cộng đồng Anh sau khi vượt qua hơn 5.300 truyện ngắn dự thi từ 52 quốc gia trong khối. Truyện ngắn Cô gái đi tìm hạnh phúc nói về sự mâu thuẫn thế hệ và mâu thuẫn giá trị trong một đất nước Singapore đang chuyển đổi nhanh chóng thành một quốc gia phát triển. Xin được nhắc lại, tác giả truyện ngắn này chỉ mới 15 tuổi. Bà cụ ngồi ở băng sau chiếc xe mua trần đang băng băng trên xa lộ, ghi chặt bịch ni lông trên áo như sợ một cơn gió đến cửa mất. Bà không quen với tốc độ cao như thế. Cánh tay run run siết lại chiếc dây an toàn. Song bà vẫn lưu ý không để các ngón tay sần sùi chạm vào chiếc ghế da bóng lưỡng. Con gái bà đã dặn bà đừng làm bẩn ghế. Má à, trên nền màu trắng có dấu tay, coi lộ liễu lắm đó. Con gái của bà Bichu vừa lái xe vừa tuôn vào chiếc điện thoại di động màu bạc mảnh mai những từ ngữ to tát mà một bà cụ già giỏi lắm cũng chỉ hiểu được lờ mờ: tài chính, thanh toán, tài sản, đầu tư. Giọng nói của cô đanh, trầm và nghe là lạ. Bì chù của bà ăn nói cứ như các cô gái nước ngoài trên truyền hình. Nó nói bằng giọng Mỹ cơ đấy. Bà cụ tặc lưỡi, vẻ phật ý. Tôi dứt khoát không lấy, bán quách nó đi. Con gái bà giận dữ thúc lên, chân nhấn ga tăng tốc. Những móng tay cắt tỉa hoàn hảo bồn chồn bấu chặt vào tay lái. Không giao dịch gì hết, cô quát lên, tắt máy di động rồi giận dữ quẳng nó ra băng sau. Chiếc điện thoại đập trúng trán bà cụ rồi trượt xuống vạt áo. Bà cụ lặng lẽ nhặt lên, chìa trả cho con gái. Con xin lỗi má, cô ta nói, bỏ hẳn giọng Mỹ, chuyển sang giọng quan thoại. Con có một khách hàng lớn ở Mỹ, có nhiều chuyện lộn xộn lắm. Bà cụ gật đầu vẻ am hiểu. Con gái bà làm ăn lớn và rất quan trọng. Bì chù nhìn mẹ qua kính chiếu hậu, tự hỏi không biết bà cụ đang nghĩ gì. Bộ mặt nhăn nhe của mẹ cô luôn mang cái vẻ khó hiểu nào đó. Chuông điện thoại lại reo, một âm thanh nhân tạo vui nhộn kiểu kỹ thuật số làm vỡ tan sự im lặng nặng trĩu. Bichit hả?
đúng rồi, Erlen đây. Erlen? Bà cụ nhăn mặt. Mình đặt tên nó là Erlen hồi nào đâu? Bà sực nhớ, con gái bà có nói rằng một cái tên Anh là rất quan trọng cho việc hòa mạng. Tên Trung Quốc người ta hay quên lắm. Ồ, trưa nay tôi gặp bồ không được đâu. Tôi phải đưa bà cốt đi chùa làm mấy cái thủ tục lễ bái lẫm cẩm của bà. Bà cốt? Bà cụ hiểu rõ lắm chứ. Ấy là nói về bà. Con gái bà cứ tưởng rằng bà không nói ra thì có nghĩa là bà không hiểu gì. Ừ, biết rồi, điểm xe tôi sẽ lắm đầy tàn nhang chứ gì. Bà cụ dán mắt vào cặp môi cô con gái. Tay bà bấu lấy bịch ni lông đầy vẻ phòng thủ. Chiếc xe êm ả rẽ vào sân chùa. Trông nó có vẻ loè loẹt bên sắc thái nhợt nhạt của nóc chùa cổ kính. Bà cụ bước ra khỏi băng sau, thả những bước không vội vã về phía chính điện. Con gái bà cũng bước ra khỏi xe trong bộ y phục doanh nhân và giày cao gót. Cô rảo bước theo mẹ, vừa quệt lại son môi. Má, con đợi bên ngoài nha, con phải gọi điện thoại, có chuyện quan trọng lắm. Cô nói chẳng buồn che giấu sự ghê tởm mùi khói nhang. Bà cụ rón rén bước vào chùa, chăm nén nhang. Bà cung kính quỳ xuống, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện hàng ngày mà giờ đây bà đã thuộc lào lào. Tạ ơn trời Phật phù hộ độ trì cho con gái con mấy năm qua. Con cầu xin gì nó cũng đều được toại nguyện. Trẻ như nó mà đã có đủ mọi thứ trên đời. Nó có một căn nhà lớn với cả bể bơi, còn có cả người giúp việc nữa, vì nó hay vụng về lắm, chẳng khâu vá cơm nước gì được cả. Chuyện tình duyên của nó cũng sáng sủa nữa. Nó đang yêu một ăn mò, phương ngữ chỉ người khắp Kars, giàu có và đẹp trai lắm. Công ty của nó nay là công ty tài chính hàng đầu. Ngày đến đám đàn ông cũng phải tuân lệnh nó. Nó đang sống một cuộc đời hoàn hảo. Trời Phật đã ban cho nó mọi thứ, chỉ thiếu có mỗi hạnh phúc mà thôi. Còn cầu xin trời Phật tha thứ cho nó, dù nó có hơi mất gốc do mãi mê chạy theo công danh. Điều người trông thấy không đúng chút nào đâu. Nó rất có hiếu với con. Nó cho con một căn phòng trong ngôi nhà lớn của nó. Nó cũng chu cấp đầy đủ cho con. Nó hơi hỗn với con là vì con làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó. Phụ nữ trẻ không muốn bị mẹ già quấy rầy. Đó là do lỗi của con mà ra. Bà cụ cầu nguyện thành khẩn đến mức nước mắt bà ứa ra. Cuối cùng bà cúi đầu lại rồi cắm nén nhang cháy phân nửa vào chiếc lư chứa đầy tàn. Bà cúi lại thêm một lần nữa. Bà cụ đã cầu nguyện cho con gái suốt 32 năm nay rồi. Khi bụng bà tròn lẳn như trái dưa, bà đã đến chùa cầu xin một đứa con trai. Rồi khi ngày sinh đến, đứa bé trượt ra khỏi bụng của bà. Nó khóc ré lên trông thật đáng yêu với những bắp chân bù bụ, đôi má hồng hào. Nhưng đó là một bé gái, không lầm lẫn vào đâu được nữa rồi. Chồng bà véo bà, đấm bà vì bà đã sinh ra một đứa bé vô dụng, không thể làm việc cũng như bảo tồn dòng họ. Thế rồi người phụ nữ vẫn cứ trở lại chùa cùng với bé gái mới sinh bọc trong chiếc xà rong đeo trước ngực. Bà cầu nguyện cho con gái bà lớn lên sẽ có đủ mọi thứ mà nó muốn. Chồng bà đã bỏ bà và bà cầu nguyện cho con bà về sau sẽ chẳng bao giờ phải lệ thuộc vào đàn ông. Mỗi ngày bà cầu nguyện cho con bà trở thành một phụ nữ tuyệt vời. Một phụ nữ mà chính bà không bao giờ vươn tới được do quá nhu mị và ít học. Một phụ nữ nét canh, tức có khả năng làm tất cả những thứ gì mình dự định. Một phụ nữ áp đặt sự ngưỡng mộ vào tận trái tim của mỗi người đàn ông. Khi con bé mở miệng nói, trân châu sẽ tuôn ra theo và đàn ông sẽ phải lắng nghe nó. Nó sẽ không giống như mình.
Bà cụ vừa cầu nguyện, vừa đắm đuối ngắm cô con gái đang ngày một lớn lên và tách xa khỏi bà. Thường nói bằng một thứ ngôn ngữ mà bà khó khăn lắm mới hiểu nổi. Bà ngắm nghía con gái của bà chuyển từ một bé gái ngoan ngoãn thành một cô gái công khai thách thức bà, gọi bà là lao tu, cổ hủ. Nó muốn mẹ nó phải hiện đại, một từ quá mới không có trong tiếng Hoa. Giờ thì con gái bà đã trở nên quá thông minh đối với bà. Và bà cụ tự hỏi, cớ sao bà lại cầu xin như thế? Trời Phật đã luôn dễ dãi trước những lời cầu xin dai dẳng của bà. Nhưng của cải và công danh chảy vào như nước đã chôn đi cả cội nguồn của cô gái. Và giờ đây cô đang đứng đó, không khuôn mặt, không bản sắc, chỉ còn dính vào mảnh đất của tổ tiên bằng một sợi chỉ mong manh. Con gái bà đã quên mất các giá trị của người mẹ. Những điều nó muốn thật quá sức phù du. Những ước muốn của phụ nữ hiện đại, quyền lực, của cải, các cửa hàng thời trang cao cấp. Thế mà con gái bà vẫn chưa thể tìm thấy được hạnh phúc thật thụ. Bà cụ biết rằng không cần có nhiều thứ như thế, người ta vẫn tìm được hạnh phúc. Khi con gái bà từ giã cõi đời, tất cả những thứ mà nó có sẽ chẳng còn là gì nữa. Người ta sẽ nhìn lại những thành tích của nó và nói rằng nó là một phụ nữ tầm cỡ. Nhưng rồi nó sẽ bị quên lãng khi cơn gió đầu tiên lùa qua, giống như tro tàn còn lại của những chiếc xe mui trần và biệt thự bằng hàng mã. Bà cụ mong sao nó sẽ quay đầu lại. Bà mong sao có thể xóa đi tất cả những hoài vọng lớn lao của mình và những lời cầu nguyện dành cho nó. Giờ đây bà chỉ còn mỗi một ước nguyện, làm sao cho con gái bà được hạnh phúc. Bà nhìn ra cổng chùa, bà thấy con gái bà đang nói chuyện điện thoại, chân mày nó nhíu lại vì giận dữ và lo lắng. Trên đỉnh cao cũng chẳng phải tốt lành gì, bà cụ thầm nghĩ. Từ trên đỉnh thì chỉ có một con đường để đi, đi xuống. Bà cụ tỉ mẩn tháo bịch ni lông rồi đổ ra trước bệ thờ một bịch Bihon, mì bột gạo. Con gái bà thường chế nhạo bà chuyện cúng bái các vị Phật bằng sứ. Sao bà có thể khấn phái thành khẩn như thế và chờ đợi những mảnh sứ ấy bay đến giúp đỡ? Nhưng bản thân con gái của bà cũng có những vị thần của nó, những thần tượng của giàu sang, thành đạt và quyền lực mà nó lệ thuộc và thờ cúng mỗi ngày trong cuộc đời. Mỗi ngày là một sự truy tìm các thần tượng, và những thần tượng mà nó tôn thờ lại chẳng là gì cả so với vĩnh hằng. Tất cả những thứ mà con gái bà mong ước sẽ dần dần hút lấy sự sống bên trong nó, bỏ lại cho bà một chiếc vỏ sò vô hồn và rỗng tuếch trước bệ thờ. Bà cụ lặng ngắm những que nhang, hơi nóng bốc lên những xà cột ộp ẹp có nguy cơ sụp đổ bất cứ giây phút nào. Phụ nữ hiện đại ngày nay, bà cụ thở dài nhẫn nhục khi cúi lại lần cuối cùng về hướng đông để kết thúc buổi cầu nguyện. Phụ nữ hiện đại ngày nay muốn quá nhiều thứ đến mức đánh mất cả linh hồn, rồi lại tự hỏi tại sao mình không tìm được nó. Que nhang của bà tan ra thành lớp tro xám mịn. Bà gặp lại con gái ở ngoài cổng chùa, vẻ bồn chồn thất vọng vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt nó. Một biểu lộ rỗng tuếch, cứ như nó đang đào xới mảnh đất của những thèm muốn để tìm kiếm hạt mầm của hạnh phúc. Hai mẹ con lẳng lặng leo lên chiếc xe mui trần. Rồi cô gái đưa xe ra xa lộ, lần này không phóng nhanh như lúc đến. Má à, Biju mở lời, con không biết nói sao với má đây. Mắt và con đã bàn chuyện này rồi, tụi con định bán nhà lớn. Thị trường nhà đất đang có ăn, thành thử tụi con muốn kiếm người bán nhà cỡ 7 triệu đô la Singapore là được.
tụi con định kiếm một căn hộ khang trang nào đó. Có một căn ở phố On Chạc hợp ý con lắm. Khi nào về đó, tụi con sẽ cho con bé làm nghỉ việc để có chỗ rộng rãi hơn. Bà cụ gật gù vẻ am hiểu. Bì Chu khó nhọc nuốt nước miếng. Tụi con sẽ mướn người tới dọn dẹp và ăn uống ở ngoài, thế là ổn. Nhưng con bé làm nghỉ rồi thì không có ai chăm sóc má. Má ở nhà một mình chắc là buồn dữ lắm. Với lại căn hộ cũng chật chội nữa. Tụi con suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Tụi con nghĩ tốt nhất là má đến sống ở chỗ mới. Có một căn nhà gần Hogan, một căn nhà của giáo hội công giáo. Nhà này tốt lắm mà. Bà cụ không hề ngước mặt. Con đến chỗ đó rồi. Bà quản lý nói bà sẵn sàng nhận má. Nhà này vừa đẹp vừa có vườn tược, lại có cả đống người già để làm bạn với má. Con đâu có nhiều thời gian để gần gũi má. Ở đó thế nào má cũng vui hơn. Ở đó má vui hơn thật mà. Cô gái lặp lại như để khẳng định với chính mình. Lần này bà cụ không còn bịch ni lông đựng thực phẩm nào để mà ghì chặt trên áo nữa rồi. Bà bặm môi siết lại dây an toàn, cứ như nó bảo vệ được bà trước cô con gái đang muốn tống khứ bà đi. Bà ngồi ngập vào trong chiếc ghế già, mặc cho đôi vai thõng xuống và các ngón tay in dấu trên lớp bọc ghế trắng muốt. Má! Con gái bà cất tiếng gọi, tìm kiếm bà qua chiếc kính chiếu hậu. Má ổn không phải má? Điều gì phải đến đã đến. Ổn mà. Bà cụ nói chắc nịch, giọng bà lớn hơn mà dự định. Nếu điều đó làm con hạnh phúc, bà hạ giọng nói thêm. Việc này là cho má cơ mà, má. Ở đó má sẽ hạnh phúc hơn. Ngày mai má đến đó nhé. Con đã biểu con bé làm gói ghém đồ đạc cho má rồi. Erlen phấn khởi nói. Chưa gì mà đầu óc đã hướng đến một đề mục mới trong lịch trình của cô. Con biết mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Erlen tuét miệng cười. Cô cảm giác như vừa được giải thoát. Có thể việc tống khứ bà mẹ sẽ giúp cô hạnh phúc hơn. Cô đã từng nghĩ đến điều đó. Hình như bà cụ là chướng ngại duy nhất trên con đường truy tìm hạnh phúc của cô. Giờ thì cô thấy sung sướng lắm. Cô đã có mọi thứ mà bất kỳ người phụ nữ hiện đại nào cũng thèm muốn. Tiền tài, địa vị, công danh, tình yêu, quyền lực. Và bây giờ là tự do. Không có bà mẹ và không có những lề thói cổ hủ khiến cô bị luôn khó chịu. Phải, cô đã tự do. Chiếc điện thoại reo lên khẩn trương. Cô nhấc nó lên và đọc mẫu tin nhắn. Thị trường chứng khoán tăng 10%. Tuyệt, với cô rõ ràng là mọi việc đang bắt đầu đi lên. Và trong khi cô tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời qua ánh sáng chiếc màn ảnh điện thoại, bà cụ ngồi ở băng sau đã trở nên vô hình và cô đã không thể trông thấy những giọt nước mắt của bà. Tác giả Amanda Chong Quy Chen, dịch giả Trang Anh. Câu chuyện thứ tư. Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất của em. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó, bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stodden ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè. Quần áo thì lôi thôi lết thết, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. Teddy trông thật khó ưa. Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F
đỏ chói ngay phía ngoài. Chữ F là hạng kém. Ở trường này, vào đầu năm học, mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem. Và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau. Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ, học giỏi và chăm ngoan. Em là nguồn vui cho mọi người chung quanh. Cô giáo lớp 2 nhận xét. Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu. Giáo viên lớp 3 ghi, cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học. Nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét, Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp. Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụn vậy bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hộp đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó, Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô. Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học, cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô. Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết, cô là giáo viên tuyệt vời nhất trong đời em. 6 năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em. 4 năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất. Nhưng cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời. Rồi 4 năm sau nữa, cô nhận được bức thư. Trong đó, Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em. Nhưng lúc này, tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stodden, giáo sư tiến sĩ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra.
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Tích Đi đã tặng cô năm xưa. Sức nước hoa mà Tích Đi nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ, và giáo sư Stodden thì thầm vào tai cô Thompson. Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu. Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em. Câu chuyện thứ 5, lời ước. Ribert mới 8 tuổi và khá nhút nhát. Một buổi học, cô giáo cho mỗi học sinh trong lớp mấy miếng gỗ cùng 4 cái bánh xe nhỏ và bảo vệ đưa tất cả cho cha mình để lắp một chiếc ô tô. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Ribert. Bố Ribert đã mất từ lâu và cậu cũng không có anh chị em. Thế là mấy miếng gỗ cùng 4 cái bánh xe cứ nằm yên một chỗ trong suốt cả một tuần. Cho đến khi mẹ hỏi Ribert đó là cái gì? Tuy nhiên, mẹ không giỏi lắp ráp, nên mẹ quyết định sẽ đọc to phần hướng dẫn cho Ribert tự làm. Và Ribert tự làm thật. Mất 3 ngày thì những miếng gỗ với 4 cái bánh xe mới trở thành một chiếc xe đua. Hơi lỏng lẻo nhưng trông rất đẹp. Ít nhất là mẹ nói thế. Ribert chưa bao giờ được sở hữu một chiếc ô tô đồ chơi, nên cậu thấy hết sức tự hào về chiếc xe tia chớp xanh. Một niềm hạnh phúc vì biết rằng mình đã tự làm được một thứ cho bản thân mình. Rồi cuộc đua xe ô tô đồ chơi của lớp cũng đến. Với tia chớp xanh trong tay và niềm tự hào trong trái tim, Ribert ngẩng cao đầu bước vào cuộc thi. Nhưng sự hãnh diện của cậu nhanh chóng trở nên nhỏ bé. Chiếc xe của Ribert rõ ràng là chiếc duy nhất được tự làm. Những chiếc xe khác hẳn đều là những công trình của bố và con, với nước sơn bóng loáng, những họa tiết trang trí cầu kỳ và thậm chí là cả những thiết bị gắn thêm để tăng tốc độ. Một vài cậu bé cười khúc khích khi nhìn xe của Ribert. Chiếc xe đơn giản, trông thiếu hấp dẫn và lảo đảo như sắp bung ra đến nơi. Như thể còn chưa đủ, Ribert còn là cậu bé duy nhất không có bố đi cùng đến cuộc thi. Cuối cùng thì cuộc đua cũng bắt đầu. Chiếc xe nào chạy được xa nhất sẽ là người thắng cuộc. Lần lượt từng chiếc xe được chủ cho lăn bánh xuống con dốc bằng gỗ, và điểm mà xe dừng lại sẽ được đánh dấu. Cuối cùng, chỉ còn xe của Ribert cùng với chiếc xe hiện đại nhất và có vẻ sẽ chạy được xa nhất. Cô giáo chỉ dẫn cho Ribert và cậu bạn kia cùng cho xe chạy một lúc. Cậu bé Ribert, 8 tuổi, rụt rè hỏi cô có thể tạm ngừng cuộc thi một phút để cậu ước một điều được không? Tất nhiên, cô giáo đồng ý. Và sau một phút, Ribert bảo, em sẵn sàng rồi ạ. Tommy, chủ của chiếc xe xịn nhất cùng với bố đứng bên cạnh, đã cho xe vào đường đua. Ribert cũng nhấc tia chớp xanh đặt vào vạch xuất phát, với hình ảnh của bố ở trong tim. Thật bất ngờ, chiếc xe đơn giản của Ribert lao đi với tốc độ kỳ lạ, trong khi cả lớp hò reo. Và cuối cùng, tia chớp xanh chỉ dừng lại trước xe của Tommy có một giây. Tia chớp xanh nhận được giải nhì. Cô giáo lại gần Ribert và mỉm cười hỏi. Em đã ước rằng em chiến thắng, đúng không Ribert? Ribert với đôi mắt sáng trong veo và nụ cười nhút nhát như mọi khi trả lời. Không ạ, nếu em ước đánh bại bạn khác thì thật không công bằng. Em chỉ ước em sẽ không khóc và không nản lòng nếu như em thua. Đôi khi, trẻ em thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Ribet đã không ước cho một kết quả tốt, mà ước cho mình có sức mạnh dù kết quả thế nào. Câu chuyện thứ 6. Những lá thư không được trả lời. Có một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở. Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm, không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới. Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định. Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế và một lá thư có thể đem lại niềm vui đến thế, thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem lại niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải dù rất khó khăn. Nhưng ông biết viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân, họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ. Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này. Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy của ông rất nhiều sức khỏe. Nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư. Tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần ông muốn ngừng viết vì không bao giờ ông biết những lá thư của ông có ích cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã trở thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết. Rồi đến một ngày kia, cuối cùng ông cũng nhận được một bức thư. Thư được viết bằng loại giấy nhà tù do chính người quản giáo viết. Bức thư viết rất ngắn, chính xác là chỉ có vài dòng như sau. Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được, vì những lá thư của ông được truyền từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tù nhân khác, đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông. Câu chuyện thứ 7. Lòng mẹ. Đây là một câu chuyện thật về sự hy sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Sau khi trận động đất đã qua đi, các nhân viên cứu hộ đến tàn tích ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ. Họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Nhưng tư thế cô có gì đó rất lạ, tự như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cơ thể nghiêng về phía trước và có một vật gì đó được hai tay cô đỡ lấy. Ngôi nhà bị sụp đổ ập lên lưng và đầu cô. Người đội trưởng đội cứu hộ đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Nhưng cơ thể lạnh cứng của cô nói với anh rằng cô ấy chắc chắn đã qua đời. Đội cứu hộ rời khỏi căn nhà và tìm kiếm tại những tòa nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao, người đội trưởng dường như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên đầy phấn chấn. Một đứa bé, có một đứa bé! Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã cố thực hiện sự hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi xuống,
cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn văn bản trên màn hình nói rằng: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con." Chiếc điện thoại này đã đi từ hết bàn tay này đến bàn tay khác, qua bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc. "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con." Câu chuyện thứ 8: Vòng tròn cuộc sống. Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại, rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó, ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước, bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi: "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động, và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh." Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình, và vòng tròn đó cũng sẽ lan tỏa và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy, hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo ra được gửi đi như những thông điệp của hòa bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên." Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều trải ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong, dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không. Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác. Tôi học được rằng, có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc, nhưng lại làm ta đau lòng cả đời. Tôi học được rằng, mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ. Tôi học được rằng, đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. Tôi học được rằng, tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế. Tôi học được rằng, ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó. Tôi học được rằng, bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta. Tôi học được rằng, cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết. Tôi học được rằng, ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến. Tôi học được rằng, người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời, thì lại có thể rời xa ta rất sớm. Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã. Tôi học được rằng, khi không vui ta được quyền giận dỗi, nhưng chẳng được phép tàn bạo và hung ác.
tôi học được rằng để thành nhân phải mất thời gian rất dài. Tôi học được rằng hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm, dù điều đó có làm lòng ta tan nát. Tôi học được rằng nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta. Tôi học được rằng người trưởng thành là người trải nghiệm và học ra từ trong đó, không bao giờ quan tâm đến việc mình đã tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần. Tôi học được rằng hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó. Và tôi cũng học được rằng chiếc áo không bao giờ làm nên ông thầy tu.